bạn nhá, mình đang ở bãi biển Sầm Sơn của kỳ nghỉ hè 2023. Chúng ta hãy cùng mình đi ra đón bình minh buổi sáng của bãi biển Sầm Sơn. Vâng, xung quanh chúng ta đây. Hôm nay thì ánh nắng mặt trời chưa có, có thể lên hơi chậm, có khi phải đến ngày mai bắt đầu mới đi xem đón bình minh được. Chúng ta cùng ra xem các người dân và các ngư các bác đi đánh cá đấy, đánh mực, đánh hải sản, ngư dân. Các bạn ở phía xa kia là những người ngư dân, họ đang đi đánh bắt cá mực hải sản để chúng ta có những bữa ăn ngon ngày du lịch với Sầm Sơn. Ta lại xem nhá. Sứa. Thử luôn các bạn này. Sứa to chưa? Anh ấy bắt gì đi anh? Mực cá, cá, mực cá. Mực cá à. Đủ loại. Đủ loại à. Cả lắm các bạn. Lưới căng dài thật tận ngoài kia kìa. Ủa. À, cái chị này con ra thì cũng bắt cùng. Ở đây mình đang nhìn thấy họ răng lưới rất là xa luôn các bạn ạ. Phải trên cây số ấy. Đang kéo lưới về đây. Sợ thật, từ đầu này sang tận đầu bên kia luôn. Khả năng như này tất cả người ta cùng một làng phải đi tập thể đây. Đấy, bắt đầu xa xa trên kia kia là vừa nãy mình quay trên kia. Đấy, đang đi thu hoạch đấy các bạn ạ.
Không, chắc ở phía mạng kia anh. Phía kia nhiều sứa lắm. Đây là một làng ở đâu? Hay là một xã? Một khu vực. Ông có thấy tư tưởng với mình dậy từ mấy giờ để làm công việc này ạ? 5 giờ. Vâng. 5 giờ. Chúng ta vừa xem các bác đang ở cả một làng chài luôn. Họ sáng sớm họ dậy từ hơn 5 giờ. Trước 5 giờ để ra kéo lưới. Đấy, bên tay phải tôi này. Ở phía xa xa kia là đấy có mấy bác đang trèo nghe để thu lưới về. Đấy, đang kéo hai bên cùng kéo, bên tay trái tôi đây. Đó, và cũng đang cùng nhau kéo lưới về. Để bắt những con vụ như là mực, ngao, sò, tôm, sứa. Vừa rồi mình có cầm một con sứa non thì các bác bảo rất là ngứa tay. Sứa luôn các bạn này. Sứa to chưa? Hỏi thì để ăn thì ăn là con sứa to cơ, không phải là con sứa nhỏ này. Sứa này con sứa nhỏ, sứa con. Còn ăn sứa to cái chắc là sứa mẹ to lắm, bác bảo to lắm. Chắc phải dòng bằng cái nón đấy chứ. À rồi các bạn hãy đi tắm biển nhá. Quang cảnh bây giờ là tầm 6 giờ sáng rồi các bạn ạ. Ngày hôm nay thì hơi tiếc là mây hơi nhiều, nên là không được xem anh đón bình minh, mặt trời đi lên. Nhưng năm ngoái mình có ngồi một phục từ 5 giờ để xem được mặt trời mọc từ dưới biển. Nên hôm nay các bạn nhìn xem phía đằng xa kia mây vẻ rất là nhiều, che hết rồi. Cái tầm này như năm ngoái mình đi là nhìn thấy mặt trời đẹp lắm, đỏ rực ngóc trời luôn. Và như một quả lồng đỏ trứng gà ấy, mọc xa xa phía biển kia kìa. Các bạn có nhìn thấy những cái lỗ nho nhỏ, con nho nhỏ này không? Anh xem trên bãi biển đây này. Đây là những con dã tràng hay gọi là con còng, con cua đấy, cua nhỏ đấy. Bọn này nó sáng sớm là nó đang dậy đi thi thủy chiều xuống à, thôi thì chiều xuống. Nó đang đi tìm kiếm thức ăn các bạn ạ. Đó, đây là hai chú dã tràng này, là cái hố ở chúng có nói này. Đấy, à, nhìn thấy chưa? Đấy, con dã tràng đấy, bạn nhìn thấy không? Đấy.
đông đông lắm. Sầm Sơn 2023. Chào ba bạn. Chào đi. Chào đâu à? Phố biển các bạn không chào mà. Chim đâu? Hai thế nào? Trời ơi các bạn.